kênh Nhà Nông Miền Tây kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay 15 tháng 5 năm 2022, kênh Nhà Nông Miền Tây cập nhật tình hình giá thanh long tại các tỉnh miền Tây và Bình Thuận để bà con tham khảo. Trước tiên, kênh cảm ơn thương hiệu đèn LED Asia Pacific đã đồng hành cùng kênh. Thưa bà con, giá thanh long ngày hôm nay so với hôm qua thì đi ngang ha bà con ha, và mức giá đang nằm ở mức khá là tốt. Tuy nhiên, theo bà con chia sẻ thì hiện tại là không có thanh long chín để bán dù giá tăng cao. Đó, do là mới bắt đầu đầu lứa thôi nên là chưa có lượng thanh long. Và trước đó thì rất là nhiều bà con, đặc biệt là ở Bình Thuận, đã phá bỏ hàng chục hecta thanh long. Đó, để mà vì là không còn chi phí để mà có thể nuôi cái vườn thanh long. Và cái mức giá của thanh long nó lẹt đẹt kéo dài một thời gian, có thể nói là mấy tháng trời, suốt từ Tết tới giờ. Đó, thì bà con mình không còn trụ nổi nữa và đã chặt bỏ cái vườn thanh long, cũng như là bỏ phế nè, không chăm sóc nè, thì dẫn đến bây giờ là sản lượng là không có ha bà con ha. Thì khi mà cái nguồn cung nó ít hơn cái cầu thì bây giờ là nó đã tăng giá trở lại. Thì những ngày gần đây thì bà con cũng chia sẻ rất là nhiều là không có thanh long để bán, sản lượng không có nhiều cho nên giá tăng cao. Thì bây giờ là ai còn thanh long được thì bán được cái thời điểm này thì cũng rất là mừng cho bà con mình. Còn lại thì cái tình hình chung cũng đang gặp rất là nhiều khó khăn thì bà con cũng biết rồi. Đó, thì cụ thể mức giá hôm nay thì thanh long ruột đỏ loại 1 ở miền Tây từ 23-26 ngàn, loại 2 từ 18-21 ngàn, loại 3 từ 14-16 ngàn. Thanh long ruột trắng mua xô từ 10-13 ngàn. Ở Bình Thuận, thanh long ruột trắng bò đẹp là 16.000, 15.000 và 14.000. Bò sàng là 14.000, 13.000 và 12.000. Thanh long ruột đỏ Bình Thuận loại 1 là 19-22.000, loại 2 từ 15-17.000, loại 3 từ 9-12.000. Bà con lưu ý giá này là giá tại vựa nha bà con nha. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Hãy nhớ nhấn nút